Xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay mọi người có khỏe không? Cảm ơn mọi người đã quay lại kênh Nga Võ Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình kính xin chia sẻ đến mọi người một vài cái hình ảnh mà mình đi làm tình nguyện cách đây gần 2 năm thì phục vụ bữa ăn trưa cho người vô gia cư. Kính mời mọi người theo dõi sau ha. Ở Mỹ nói chung và ở thành phố nơi mình ở nói riêng thì có rất là nhiều công việc để mà mọi người tham gia tình nguyện. Thì đối với mình là ngoài cái công việc ở chỗ làm và gia đình thì mình còn tìm cái niềm vui là tham gia công việc tình nguyện. Thì những cái công việc mà tình nguyện mình tham gia trước đây, ví dụ như là sơn nhà cho gia đình lính Mỹ có người đi lính xa nhà, hoặc là giúp những người tàn tật chơi thể thao, hoặc là nói chuyện với người già ở viện dưỡng lão, hoặc là tham gia trò chơi với các em cấp 1, thì mình tìm những cái niềm vui thật sự ở trong đó. Rồi không những cái người mà đi làm mà những người ở nhà, hoặc là những người mà người ta đã về hưu á, thì người ta cũng thích tham gia những cái công việc tình nguyện đó. Người ta cũng muốn cho đi cái việc tình nguyện như vậy đến với cộng đồng. Rồi người ta cũng tìm cái niềm vui như vậy. Thì mình cũng kính chia sẻ đến những cái hình ảnh và cái video ngắn clip này đến với tất cả mọi người, để mọi người hiểu thêm về những cái công việc tình nguyện ở Mỹ nó có khác gì so với ở Việt Nam mình. Thì đây là mình cũng kính chia sẻ đến tất cả mọi người. Tòa nhà Rockford Rescue Mission, nơi cung cấp thức ăn miễn phí cho người vô gia cư ở nơi thành phố mình ở. Là cái phía trước cái tòa nhà nơi cung cấp thức ăn miễn phí cho người vô gia cư ở dưới trung tâm thành phố nơi mình ở. Tòa nhà đã thực sự đưa vào hoạt động là năm 1964, đến nay đã 56 năm, là cái nhiệm vụ là giúp những người vô gia cư ra khỏi tình trạng vô gia cư và tuyệt vọng về sự toàn vẹn và cá nhân. Thì họ đã cung cấp thực phẩm và nơi trú ẩn cho hàng trăm người, trẻ em, phụ nữ, và cung cấp thức ăn thì sáng, trưa, tối. Buổi sáng thì là 7 giờ sáng, còn buổi trưa thì là 12 giờ trưa, còn lại cung cấp là buổi tối là 6 giờ chiều. Thì cung cấp thức ăn và khoảng là trung bình là 400 bữa ăn là mỗi ngày cung cấp cho mọi người. Yeah. Và ngoài ra thì lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh là cũng cung cấp thực phẩm cho người vô gia cư. Hình ảnh này 3 năm về trước mình đi làm thiện nguyện, phục vụ bữa ăn trưa cho những người khó khăn, những người kém may mắn, những người vô gia cư. Thì trước khi vô phục vụ bữa ăn thì mình phải mang bao tay nè, trùm đầu tóc lại và mang tập về. Đây cũng là một tấm hình khác, cũng ngày mình đi làm thiện nguyện phục bữa ăn trưa cho người vô gia cư kém may mắn. Và mình chụp quả cho kỷ niệm cho vui thôi. Người phục vụ bữa ăn trưa cho người vô gia cư thì mình đứng phía sau cái quầy, còn phía bên kia là mọi người ăn. Thì mình lúc đó mình cũng không có quay phim, cũng không có chụp hình phía trước, mình chỉ chụp phía sau này để làm kỷ niệm thôi. Bây giờ kính mời mọi người học cái phần tiếng Anh. Cái dòng đầu tiên là cái cụm từ engagement and volunteer, có nghĩa là tham gia và tình nguyện. Cái cụm từ này rất là thông dụng ở chỗ làm, và không những ở chỗ làm mà những người không đi làm thì cũng hay sử dụng. Ví dụ như là những người thường thường ở Mỹ là những người mà đã về hưu rồi á, hoặc là những người ở nhà không có đi làm, thì người ta rất là thích tham gia cái công việc tình nguyện để tham gia cho cộng đồng của mình. Cái câu thứ nhì là cái từ ví dụ ha.
I am looking for ways to volunteer and give back to my community. Thì có nghĩa là tôi đang tìm cách để làm tình nguyện và cho lại cộng đồng của tôi. Như vậy là trong cái hai câu ha, cái ví dụ bên dưới là có cái từ volunteer. Thì đó là một cái ví dụ mình đặt câu. Và bây giờ là mời mọi người đọc theo phần tiếng Anh ha. Câu 1. Engagement and volunteer. Engagement and volunteer. Engagement and volunteer. Câu 2. I am looking for ways to volunteer and give back to my community. I am looking for ways to volunteer and give back to my community. I am looking for ways to volunteer and give back to my community. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video. Hy vọng cái video ngắn này có thể mang đến cho quý vị hiểu thêm về những cái hoạt động thiện nguyện ở nước Mỹ nói chung và thành phố mình nói riêng. Nếu như mà ai chưa đăng ký kênh Nga Võ Cuộc Sống Mỹ thì vui lòng nhấn nút subscribe, đăng ký giúp mình. Và quý vị có thể theo dõi được những cái video clip kế tiếp. Và đừng quên chia sẻ đến mọi người. Và kính chúc quý vị và gia đình luôn an lành. Và xin hẹn quý vị trong cái video kế tiếp.